Hailey xin kính chào cả nhà thân yêu nha. Hôm nay là ngày Hailey trở lại khám con mắt của Hailey. Tại sao nó như vậy để Hailey sẽ giải thích sao. Và trước hết Hailey muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến ông bà cô chú, anh chị em và các cháu đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh của Hailey, ủng hộ rất là nhiệt tình và cho Hailey rất là nhiều bình luận động viên Hailey mỗi ngày. Hailey rất là cảm ơn. Cũng như Hailey thường hay nói, đó cũng như là một cái liều thuốc bổ về tinh thần của Hailey. Bữa nay trở lại khám con mắt sau một thời gian cũng khá lâu, sau khi chia tay với bác sĩ mắt cũ Hailey là bác sĩ Minh đó cả nhà. Thì gặp bác sĩ mới thì người này là người Mỹ trắng, nhưng mà cái bà bác sĩ cũ vẫn còn như cái nhà, là giống như mình nói bà là bà thầy đi, thì bà thầy vẫn còn ở đó nha cả nhà, chỉ có thay đổi bác sĩ thôi, bác sĩ mà thường ngày gặp Hailey thôi. Thì mắt của Hailey nó trở lại không có được tốt cái nhà, thì bà thầy bả vô bả kết luận á, mà nói là con mắt của Hailey á, coi dù cho dù có may đi lại và tháo ra nữa, và may đi lại và tháo đi nữa, thì nó cũng giống như như vậy hoài, nó giống như là một cái vòng tròn, nó cứ đi như vậy hoài, nó không có hết. Trừ khi bệnh nền của Hailey nó hồi phục thì cơ hội của mắt của Hailey nó mới hồi phục. Thì cái này nó hơi bị phân tâm ha cái nhà, tại vì Hailey tưởng nó mụn, Hailey cứ cạo hoài cái nó bị gắt da ha cả nhà, cho nên nó đang trên cái quá trình bị ấy á. Còn sau lưng của Hailey, xin lỗi cái nhà, sau lưng Hailey không phải là bề bộn, mà tại vì đồ của Hailey bán á, Hailey thì chắc lên đó cho chồng Hailey đỡ cực, tại vì hồi xưa nó lại trong cái thùng, và mỗi lần Hailey muốn bán là cứ lấy ra hoài, cho nên thấy cực chồng Hailey quá, Hailey mới chắc nó lên đây hết. Rồi bán thì lôi ra bán thôi, cho nên nó dậy cả nhà, chứ không có thể nó sắp xếp nó đẹp được nữa, chứ không phải là bề bộn nha cả nhà. Thì trở lại cái câu chuyện của mắt Hailey á, thì bà nói là có lẽ bà sẽ may lại luôn, permanently close, nghĩa là may lại dính là luôn cả nhà. Giống như lúc trước cả nhà mà coi cái video cũ á, là bác sĩ Minh may của mắt Hailey lại luôn á cả nhà. Thì bà nói là bà muốn may lại luôn và giữ nó luôn chứ không có tháo ra nữa, trừ khi bệnh của Hailey nó hồi phục. Thì cái nhà biết á, cái bệnh của Hailey á, làm sao mà biết khi nào nó hồi phục được, đã hơn 6 năm trời cái nhà. Chẳng lẽ con mắt của Hailey cứ may vậy hoài luôn, Hailey đâu có chịu được đâu, khó chịu lắm cái nhà. Tại vì một con mắt nó rất là yếu luôn cái nhà, mình nhìn xung quanh rất là yếu luôn á. Mình có hai con mắt, cái mình là bộ mình nhắm đi một con, cái mình nhìn mình thấy nó bình thường thiệt. Nhưng mà cả nhà thử để một thời gian thật là dài và lâu đi, rất là khó chịu. Giống như cả nhà bắt chước Hailey lấy cái băng keo mà dán vào mắt của nhà, cả nhà lại đi, để một thời gian rất là lâu đi, rất là khó chịu luôn cả nhà. Và cái tầm nhìn của mình nó rất là yếu đi, nó yếu đi rất là nhiều. Thì bà biết là Hailey không có vui, cho nên bà nói là bây giờ thử dán cái loại băng keo này. Băng keo này là cái loại băng keo mà lúc mà mình đi xăm hình đó cái nhà, họ dán cho mình á, thì là dùng cái loại băng keo này nè. Chứ những cái loại băng keo khác á, mình dán cho nó bung, dán cho nó bung hết rồi, tại vì cái da của mình nó có cái chất dầu ở nhà, nó làm bung hết. Thì xui cái đó là xui cái đó đi ha. Thì trở lại một tuần sau để coi kết quả nó như thế nào. Thì hy vọng là cái này nó sẽ làm cho con mắt Hailey nó đỡ hơn. Chứ nếu mà nó không đỡ là chỉ còn có cách là may lại luôn cả nhà. May lại luôn chứ không có tháo nữa, trừ khi Hailey lành bệnh mà thôi. Bệnh của Hailey biết khi nào mà lành đi cả nhà, rất là buồn luôn. Hailey luôn lúc nào cũng muốn đem đến những cái video thật là tích cực cho cả nhà xem, cho có gì vui, thoải mái. Nhưng mà tình hình của Hailey nó hơi khó lắm cả nhà, tại vì những cái sự không có được may mắn nó cứ xảy đến với Hailey hoài. Thì Hailey đó, Hailey đây là một cái cuốn nhật ký, Hailey đã nói rồi, đây là một cái cuốn nhật ký của Hailey.
Hay Ly tâm sự, hay Ly nói chuyện, gắng nói chuyện lớn cái nhà kia nó ngứa cổ nó đau quá. Thấy thì gắng cố gắng không hò mà mình càng ép nó không hò nó lại càng muốn hò. Xin lỗi cả nhà ha. Rồi thêm một cái nữa là cả nhà thấy cái video cũ, video vừa rồi của Thái Lì á, dắt con gái của Thái Lì đi đi học ngày đầu tiên á, Thái Lì có để cái microphone Thái Lì, kẹp vô cần cổ áo của Thái Lì á. Cây về nhà tháo ra. Cái bữa đó đó là chồng Thái Lì á, với cái bảng á là cái bảng Thái Lì mua á, là để là ngày đầu tiên, first day á, là ngày đầu tiên, tên của Lexi ngày đầu tiên đi học lớp 1. Thứ nhất á là ông viết sai, là ông để qua cái mặt, bên kia, tại nó hai mặt, một mặt là ngày đầu tiên, một cái mặt là ngày cuối của ngày cuối đi học. Thì là lần đầu tiên ông viết á là ông xài bên cái mặt là ngày cuối của ngày, cùng ngày cuối đến trường là sai rồi. Sau đó là sửa lại cái mặt, đúng cái mặt trước là ngày đầu tiên đi học là đúng rồi. Nhưng mà cái bữa đó thấy thì cũng rất là bận sửa soạn trong phòng, ổng với con ổng mà hiện ngoài trước viết. Mà cái chữ thì thấy Liêm muốn là lắc thì viết để mà sau này ghi lại kỷ niệm là ồ, cái đó là nét chữ của con, cái ngày đó con đi học lớp đó, đó là nét chữ của con. Thì bắt lắc thì viết, thì ổng bắt thằng nhỏ viết kindergarten, thằng nhỏ lớp 1 mà ổng để kiên nhỏ viết vô lớp mẫu giáo. Thì thấy Ly cũng cũng mà hồi bữa trong lòng thấy Ly cũng bồn chồn, thấy Ly cứ nói vậy nè, trong thâm tâm thấy Ly vậy nè, tại sao mà hai cha con không cho đi viết, mà đi viết con ở hoài, thôi mà kệ đi. Mình cũng tưởng đó là thôi chắc viết bằng phấn á, ổng sợ viết trong phòng nó dơ nhưng ông mới viết ở ngoài. Hồi bữa đó thì bồn chồn thiệt, thì bồn chồn có nghĩa là ổng làm sai đó cả nhà. Cái linh tính của Hải Lì biết là ổng làm sai mà Hải Lì cũng không có, nhìn nữa. Tại vì cái ngày đầu tiên nó đi học á, Hải Lì cũng rất là hồi hộp luôn nha, không biết tại sao là mẹ cái tao cái thanh tâm của mình nó rất là hồi hộp, mình muốn cái gì nó nó hoàn hảo nhất cho con mình. Cái bữa đó, cái ngày trước, cái ngày em đi học đó, cũng rất là bận luôn đó nha. Thấy thì phải sửa soạn mua cặp mới nè, rồi chạy chở bỏ đi đi Le Mall, mua ba đôi giày mới cho bả luôn nè, quần áo mới, tất cả đều mới. Mà chỉ có shop trong vòng 30 phút thôi cả nhà, tại vì cái bữa đó là chồng Thấy Ly đi làm, ảnh ra tới nhà là cũng 8 giờ tối rồi, mall 9 giờ là đóng cửa. Cho nên từ đây phải chạy rất là nhanh lại đằng đó, mà phải đi chạy. Mà hồi bữa trời độ, cả nhà biết là cái chân của Lexi mua giày rất là khó luôn. Cho nên đó mình phải lời đó mình mua đúng cái tiệm đó và đúng cái hiệu của giày đó mới vừa vả. Mà rất là may luôn là hồi bữa đúng cái hiệu đó nó có được 3 kiểu. 3 kiểu mà có size của bả luôn. Mà một trong cái kiểu đó là cái mua lại cái kiểu cũ luôn, tại vì nó rất là khó mua giày cho nên cái kiểu cũ á, nó đang mang hơi dơ cho nên mua lại cái đôi mới cho nó luôn. Chứ thật sự ra dơ cũng không dơ gì mấy, nhưng mà thôi kệ, thương con mình, với lại nó khó mua giày nó kệ mua luôn. Hồi bữa là tốn rồi mua áo mới này kia nọ, mua tập, mua bút với chị. Hồi bữa là mua trời ơi, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà xài mười mấy triệu quá nha, 500 mấy đô á, ghê không. Mua giờ thời buổi giờ cái gì nó cũng mắc hết trơn đó nha, ra chịch chút xíu 500 mấy đô là mười mấy triệu Việt Nam rồi. Mà trong khi đó là trong vòng 1 tiếng ở bên đây mình làm á, minimum wage á, trung bình nó là được trả có 15 đô thôi à.
Mình shop chưa được một tiếng nó là 500 mấy mà mấy triệu à. Kinh khủng. Mà thôi kệ, con mình thương mà, ngày đầu tiên đi học mình cũng gắng, mình cắn răng mình chịu đựng đi. Rồi đó. Thì trở lại câu chuyện đó là ổng viết sai rồi cái bữa đó chụp hình á, buổi sáng chụp hình á. Cái người cầm máy chụp á, cả nhà coi cái khúc cuối mà hai vậy mà cả gia đình được chụp chung á, là cái anh mà cầm máy chụp á, anh á, ô chúc mừng học lớp mẫu giáo con 6 tuổi. Cái chồng thấy liền, ổng cãi lên, ổng nói không, nó lớp 1. Cái ông nói ủa mà không hay mẫu giáo hả, sao sao lớp 1? Thì lúc ông hỏi tại sao á, thì chồng thấy liền mới nhìn là cái bảng, là ông mới thấy là ồ trời ơi, ông viết là mẫu giáo cho nên người ta mới đọc, người ta thấy con mình là học lớp mẫu giáo chứ không phải lớp 1. Thì lúc đó thấy Ly mới nhìn lại, thấy Ly rất là thất vọng luôn á, tại vì á, mình chụp kỷ niệm mà ổng làm sai đủ thứ hết trơn. Thì lúc đó về nhà thấy Ly mới tháo cái áo đó ra rồi mới quăng ở dưới để cho ông đi giặt á. Thì là quên cái microphone á, Ly nó kẹp trong cần cổ á. Thì ông giặt, ông giặt, ông giặt, ông sấy, ông giặt, ông sấy, thì bây giờ cả nhà ơi không có xài được nữa luôn, buồn dễ sợ luôn. Tay cả nhà biết mua cái cặp này á, là cắn răng chịu đựng lắm mới mua được nó. Mà thấy Ly làm YouTube hả 4 năm á, thấy Ly mới gắn 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 mua được nó, mà không phải tiền YouTube nữa, tại YouTube nó trả mình nhiều tiền đâu. Với lại cái lương đầu tiên của thấy Ly 400 mấy đô á, là cả 10 triệu á, thấy Ly tặng hết cho chị Thúy Nga. Lúc đó dịch ở Việt Nam á, thấy Ly đưa hết cho chị Thúy Nga luôn, không có giữ một cent nào luôn, không có giữ một xu nào luôn á. Thấy Ly đưa cho chị Thúy Nga gửi về Việt Nam lúc mùa dịch đó. Thì á, thấy Ly mua này là trả góp á, cái nhà thấy Ly mua trả góp á, tại vì ai cũng nói thấy Ly nói chuyện nhỏ. Lúc đó thấy Ly bệnh, thấy Ly nói chuyện không có lên tiếng nổi á, thấy Ly nói chuyện không có lớn nổi á, ai cũng nói là làm video mà nói chuyện nhỏ quá khó nghe đó. Thấy Ly mới cắn càng chịu đựng mua góp cục này cái nhà, một cặp này cái nhà. Mới đầu cũng ngán tiền không mua đâu nha cái nhà. Cái thấy Ly coi, thấy coi YouTuber ở Việt Nam mới trời ơi, người nào cũng có hết trơn cái nhà, người nào cũng có, không có người nào không có hết trơn. Thấy Ly mới cái tâm thị chồng, thấy Ly nói trời ơi, Việt Nam người ta mua nổi mà ở đây mình không mua được hả anh? Chồng thấy Ly nói mua được mà tại vì bà Hà tiện mà không mua. Thấy Ly nghe cái câu nói đó Ly nổi máu anh hùng lên, thấy Ly ok mua, xài chưa được năm nữa cái nhà, chỉ ổng dắt chút xíu thôi mày xài không được nữa nha. Hay là gắn cố tình, hay là gắn cố tình, hay đi short nó sạc điện cho nó. Cái đèn nó nọ mở lên nha, cái đèn nó mở lên nha, nhưng mà nói chuyện nó không có vô. Tại cái nhà nghỉ đi giặt mà chồng thấy Ly là ông giặt, là ông giặt theo liền, giặt kỹ nữa, ông giặt là không dám người ta giặt nhanh đâu, ông giặt theo cỡ cũng gọi là tiếng máy nữa. Rồi sấy cũng tiếng máy nữa, tại vì ông sấy là sấy lạnh chứ không sấy nóng, sấy nóng hư đồ ông không chịu. Giặt thì phải giặt là hơn 1 tiếng mấy ông mới chịu, chứ không phải là giặt nhanh nữa. Cho nên cái nhà nghỉ đây nó nằm trong máy sấy rồi máy giặt nữa, chịu gì nổi. Nó lên đèn chứ nói chuyện nó không vô. Bây giờ thấy Ly phải mua lại cái khác, nhưng mà ngán tiền, ngán tiền không mua. Đang suy nghĩ. Cái này lúc trước mua cũng là 6 triệu cái nha, 6 triệu á. Cắn răng chịu đựng mua 6 triệu. Thôi rồi, cái xui thứ nhất là con mắt, cái xui thứ hai là cái này ha, xui thứ ba là năm nay con của Hải Lì đi học á, là Hải Lì phải tự lấy cái, phải lết lên chiếc xe điện của Hải Lì, phải chạy lại đằng trường á, gứa con của Hải Lì, tại vì á năm nay không ai giúp được hết trơn á. Chồng Hải Lì thì đi làm xa, với lại nhiều khi ổng hồi hộp nó cái nhà, không có thời gian mà đi gứa con Hải Lì. Bữa nào mà ổng cố gắng ổng ra được á thì ổng đi gứa, còn bữa nào mà ông cố gắng ông ra không được thì hãy liền phải lết lên chiếc xe đó đó, chạy là đặng rước con hãy liền. Mà chồng hãy liền thì ông rất là lo luôn, ngay từ đầu là ông không muốn hãy liền đi rước, là tại vì á thứ nhất là cái chỗ hãy liền ở nó không có là an ninh, nhiều thằng á nó gặp người Á Châu của mình, nó là nó quánh vô vô điều kiện ở nhà, nó quánh nhiều nhiều mấy ông già Tàu á đi trên đường á, nó cũng quánh vô điều kiện. Bạn học của Hải Lì nha, chính bạn học của Hải Lì là con trai nè, đứng đợi xe bus nha cả nhà, đứng đợi xe bus thôi á mà bị quánh mấy lần luôn cả nhà, không phải một lần luôn á mà bị quánh mấy lần luôn á, quánh mặt mày máu me sưng tím tùm lum chân á. Cho nên nhầm thấy lo là lo cái đó, và giật đồ nữa nè, và có con của Hải Lì nữa nè,
và chạy là phải băng qua một cái con đường gọi là freeway cái nhà, gọi là đường cao tốc đó, rất là nhiều xe luôn á. Không những nhiều xe nữa nhưng mà nó dốc nữa, thấy tỷ cái dốc nó lên vậy. Rồi những cái xe mà người ta lên dốc như là người ta đã chịu là thấy lệ dư dốc rồi. Có nghĩa là người ta lên dốc nhìn người ta đâu có thấy dư dốc là cái gì đâu. Người ta sẽ chạy rất là nhanh luôn, cái chớp này chạy rất là nhanh. Nếu mà hay ly mà băng qua đường đỏ không kịp á là cũng sẽ bị dính. Cho nên chồng hay lo là lo vụ đó nha. Lúc mà băng qua đường không rất là lo luôn, tại xe hay ly thật sự ra nó đâu có nhanh đâu cả nhà, rất là chậm luôn á. Tại vì cho người bệnh chạy mà nó đâu thể nào làm được nhanh, được nhanh người ta có thể bị chóng mặt hay là choáng, người ta té, người ta sẽ thua cái công ty của nó sẽ đền. Cho nên nó đâu có làm nhanh được đâu, nó phải làm sao mà cho rất là an toàn. Thì dòng thấy lo là lo vậy. Thì đó, cho dù có mướn người đi nữa cũng không có khả năng mà mướn người ta nè, và mướn cũng không có được đâu, đâu biết ai đâu, thấy ly về thì đâu biết ai đâu mà mướn. Người ta thấy để mình chạy xe hơi lại đằng trường con thấy ly chắc cũng 7 phút hay nhiêu phút gì đó, mà thấy ly mà cởi xe ngựa con thấy ly đi á chắc cũng cỡ 30 đến 45 phút mới đến đó. Và đường nó cái kiểu mà giống như là không có, giống như là đường nó không phải là bằng phẳng nha, nó vừa hơi dốc đồi mà nó vừa hơi cạch cạch. Mà thấy tỷ mà người nào mà đậu xe vô cái driveway, cái nhà người nào mà đậu xe vô trong cái gọi là cái gì nè, cái garage á, là thấy liền phải băng ra ngoài đường, thấy liền phải băng ngược lên, nó hơi khó nữa cái nha. Cho nên nó gặp đủ thứ chuyện nha cả nhà. Thì cũng phải gắng chịu đựng thôi, tại vì không ai giúp mình, thì hai vợ chồng tự san sẻ với nhau. Mà thấy lì rơi nước mắt, thấy lì thương cái là giống như thấy lì cảm thấy như là hồi xưa mình có tay có chân, mình lái xe được, mình đưa rước con người ta được, mà tới giờ tới con của mình nó phải chịu khổ như vậy, thấy lì rất là giống như là đau buồn á nha, đau buồn lắm, thấy cuộc đời nó không có công bằng á. Giống như con của người khác thì mình lo lắng được đàng hoàng đầy đủ, tới con của mình nó thiếu đủ thứ đó, cho nên thấy ly buồn. Hồi xưa mình chở con ta đi ăn đi uống đi chơi đi đây đi đó, tới con của mình á, đợi khi nào ba rảnh ba mới chở đi, còn mà thường ngày ba không rảnh là ba không chở đi, mẹ không có chở được nó, thấy ly buồn là buồn ở đó. Nhưng mà chồng thấy Ly cũng gắng cố gắng rồi, những cái ngày nghỉ anh cũng gắng cố gắng chở đi đây đi đó này kia nọ rồi. Nhưng mà nhiều khi mình ở nhà mình nằm chỗ mình cũng suy nghĩ đủ thứ ở nhà, mình suy nghĩ đủ thứ, mình buồn. Thấy thấy Ly gì chứ. Sức khỏe của thấy Ly nó không phải là ngày nào nó cũng khỏe, mà giờ nào nó cũng khỏe, nó muốn hành giờ nào nó hành, muốn làm giờ nào là, cho nên những cái thời gian mà thấy Ly được khỏe, nhiều khi có một tiếng hay là cũng tận dụng nó, ngồi dậy làm cái gì đó mà mình cần phải làm. Nhiều khi thấy là khỏe được 2 tiếng hay là cũng ngồi dậy gắng cố gắng xếp quần áo giúp chồng thấy lì. Nhiều khi thấy là khỏe được nhiêu nhiêu đó là gắng cố gắng ngồi dậy làm này kia, mình gắng cố gắng thì cái thời gian mình khỏe nó rất là ít, còn cái thời gian mà nó hành mình nó kéo rất là dài luôn cái nhà. Nhiều khi hắn nguyên ngày cũng có, mà 2 ngày 3 ngày liên tục cũng có. Cho nên đó, người ta thấy cái ly là nằm chỗ tưởng thấy ly là giống như là nhiều thời gian á, không thật sự không có đâu nha. Thời gian hành thì có, còn cái thời gian mà mình khỏe mình làm những cái chuyện mình cần làm nó rất là ít luôn. Cho nên nó vì đâu có thấy ly không thể nào ra mỗi ngày được, thấy ly khỏe được chút xíu thấy ly quay được chút, khỏe đi chút xíu thấy ly quay được chút, rồi xong thấy ly phải để đó, rồi khi nào khỏe nữa thấy ly mới edit đó. Còn phải làm cái phụ đề, thế thì là quay con với chồng thế liền phải làm phụ đề tiếng Việt rất là khó và rất là lâu luôn, cái nhà người tay thế liền nó rung nữa, khó làm lắm. Thôi nói tóm lại video này thế liền cũng tâm sự và cũng mong là không có làm cho cả nhà buồn, cái này là giống như là không ai tâm sự thế liền tâm sự với cả nhà thôi, cũng mong hết cả nhà đừng có buồn, chỉ là muốn san sẻ một phần nào đó cho nó đỡ đỡ, giống như cái kiểu mà gọi sao ta, cho nó nhẹ bớt.
Với lại cái cảm giác mà lại trở lại mà không có được bác sĩ của mình á, cái cảm giác nó cũng buồn cái nha. Thấy liền tới trong phòng, thấy liền cũng muốn quay thế nào hết trơn, tại cảm giác như là buồn, không quá là mình thấy liền buồn nữa mà chồng thấy liền cũng buồn luôn cái nha. Tại vì không có, tại mình quen với bác sĩ người gì của mình rồi mà mình cũng thích bác sĩ của mình nữa, mà giờ không có bác sĩ nữa, cái cảm giác của mình không muốn tới nữa cái nha. Vậy đó, mà tưởng thấy liền của mình thấy liền cảm giác vậy, mà thật sự chồng thấy liền anh cũng cảm giác như chàng thấy liền, hay chồng chia sẻ nha, nói không có bác sĩ mình đây á, cái cảm giác nó kỳ khôi, nó buồn mà nó quạnh thiêu lắm kìa, giống như là rất là im lìm lắm kìa, kỳ cục lắm cái nhà không biết sao nữa. Thì thôi thì hôm nay Hải Lì chia sẻ một xíu vậy, rồi chút nữa Hải Lì cũng sẽ đi rước con Hải Lì, tại vì chồng Hải Lì chắc không đi rước được rồi, tại mấy nay anh chạy xuống San Jose lận. Và cũng vui cái nhà, Hải Lì không có cam tâm là chồng Hải Lì làm sai với cái bản là mẫu giáo vậy đó. Hải Lì không có cam tâm, Hải Lì nói là phải viết lại cái bản đi học ngày đầu tiên đàng hoàng, phải chụp thêm lần nữa Hải Lì mới chịu. Thì nó cừ, thì Hải Lì cả nhà cũng sẽ được xem cái video Hải Lì chụp thêm lần nữa nha cả nhà. Tại vì Hải Lì cái tật Hải Lì vậy đó, cái gì mà sai là Hải Lì muốn làm lại, tại vì kỷ niệm Hải Lì muốn kỷ niệm phải kỷ niệm, chứ không có thể nào mà nói là con này là cái bữa đó con đi học ngày đầu tiên nhưng mà ba làm sai, không, Hải Lì không muốn dạy, Hải Lì muốn là phải có sửa lại đàng hoàng, kỷ niệm là phải có ngày sửa lại đàng hoàng đó. Thì Hải Lì năn nỉ con, Hải Lì nói mình chụp thêm lần nữa nha con, tại con Hải Lì cũng kỳ lắm cái nhà, dạo này ba lớn á, ba biết mắc cỡ cái nha, hả, làm gì cũng được á mà ra đường là ba mắc cỡ à, ba mắc cỡ với bạn bè này kia, ba biết mắc cỡ với bạn bè nha, kêu với chụp hình cầm bảng kia nào bắt mắc cỡ lắm. Nhưng mà được có một cái nha, dạo này là ba nói là mẹ con sẽ take care mẹ, con nói con sẽ take care mẹ là ý ba nói là con sẽ chăm sóc cho mẹ. Cả nhà biết không, bả hả, cái gì mà Hayley làm không được á, thấy tỷ như thấy ngồi trên giường này ha, cái giường của bả là dưới đất, bả ngồi bả chơi game vậy đó, mà tưởng bà chơi game nha, thật sự ra bà rất là để ý luôn nha cả nhà. Thấy gì mà làm lục đục gì trên đây á là bà biết hay làm gì hết trơn à, mà thấy liền cần giúp đỡ gì là tự hỏi chứ, mà hỏi mẹ cần giúp không, bà biết mình làm cái gì mà làm không được mà hỏi mẹ cần giúp không. Bà chơi game với bà để ý lắm nha, tội nghiệp bà lắm, chứ không phải là bà câu đầu vô bà chơi đâu, không đâu, bà để ý lắm. Cái trên đây thấy liền mình làm cái món gì mà không thành công mà hỏi mẹ con giúp mẹ cho, bà biết hết trơn trời. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tâm sự với Hailey. Mong cả nhà luôn lúc nào cũng vẫn mãi yêu thương gia đình nhỏ của Hailey và luôn mãi ủng hộ. Và Hailey mong một ngày nào đó Hailey đi đứng được, vẫn còn ôm hy vọng nha cả nhà. Và Hailey rất là muốn gặp luôn á, gặp những ai mà thương yêu Hailey, Hailey rất là muốn gặp luôn á. Đó, để mà ôm cái hùng. Ok, bye bye cả nhà, thương cả nhà rất là nhiều. Dạo này Hải Lì được một người cô nha. Hải Lì hồi xưa có được một người cô theo dõi Hải Lì rất là lâu, ngày nào cũng bình luận những cái video Hải Lì là rất là lâu luôn nha, theo dõi Hải Lì rất là lâu luôn. Mà bữa nay được Hải Lì được hân hạnh được thêm một bà cô nữa tên là Văn Trần hay là Văn Văn Trang, Hải Lì đọc không có dấu nhưng mà chắc tiếng Việt là Văn Trần và Trần Văn hả. Hải Lì cũng cảm ơn cô rất là nhiều, cô coi lục lại hết những cái video cũ thấy liền luôn á nha, và cô bình luận rất là dài luôn, cô mỗi một cuốn video cô bình luận dài thường là dài luôn, thấy liền đọc đã luôn á nha. Thấy liền rất là vui, thấy liền cảm ơn cô rất là nhiều, cô yêu thương thấy liền lắm cái nhà, trời ơi bỏ coi lại hết những cái video cũ luôn á cả nhà, công nhận bỏ ra rất là nhiều thời gian luôn á để coi thấy liền á, và rất là thương thấy liền, cảm ơn cô rất là nhiều, và mà cảm ơn cô Minh rất là nhiều luôn, thương hai cô rất là nhiều, và còn nhiều nhiều cô nữa, và nhiều nhiều chị nữa, và nhiều nhiều anh nữa, rất là nhiều anh Tony này kia nọ nè, rất là nhiều anh và anh Tiên nè nè, nói tóm lại những người anh đó bình luận mỗi video luôn á cả nhà, và cảm ơn rất là nhiều người luôn, nhắn lại hay đọc nguyên thời gian nguyên một cái list dài chắc cả nhà buồn ngủ lắm luôn á, thì nói tóm lại cả nhà hay đi cảm ơn chung như cả nhà, thương cả nhà rất là nhiều, bye 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 cảm ơn bà cô chú.
làm bà cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc anh ba cô chú sức khỏe.